ngon lắm. Cho 107 thí sinh. Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đã công bố nghị quyết hướng dẫn một số điều trong Bộ Luật Hình sự và việc xét xử vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi. Trong đó cụ thể hơn các khái niệm liên quan đến các tội xâm phạm tình dục để từ đó có sự thống nhất giữa các cơ quan tố tụng. Phát hiện nghi vấn về nguyên nhân gây tình trạng nước có mùi lạ tại Hà Nội. Đó là tại nơi chứa nước dự trữ đầu vào cho nhà máy nước sạch sông Đà, có dấu vết của dầu thải đổ trộm. Khi phát hiện vết dầu loang, van cấp nước ở bể chứa nước trung gian đã được đóng lại. Toàn bộ nước qua nhà máy thông qua van xả cặn đã được xúc xả và dùng phao để quay ngăn không cho dầu lan vào khu vực lấy nước. Chủ nhân giải Nobel Kinh tế năm 2019 vừa được công bố, đó là ba nhà khoa học người Mỹ. Theo Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, các nhà kinh tế học này được vinh danh với công trình nghiên cứu về giảm thiểu nghèo đói toàn cầu. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Bảo tốt cuộc đời, thời gian và tuổi tác làm ảnh hưởng đến chức năng ngũ tạng, gây suy giảm sinh lực. Được nghiên cứu lâm sàng, thực phẩm chức năng Rocket và Rocket 1 giờ bồi bổ chức năng ngũ tạng, phục hồi sinh lực ở nam giới. Rocket và Rocket 1 giờ khẳng định bản lĩnh phái mạnh. Rocket và Rocket 1 giờ hiệu quả đã được kiểm chứng lâm sàng. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Được nghiên cứu lâm sàng, viên vai gáy Thái Dương đạt hiệu quả 100% với đau đầu, đau mỏi vai gáy, tê bì tay chân. Viên vai gáy Thái Dương, giải pháp hiệu quả cho đau nửa đầu, vai gáy. Viên vai gáy Thái Dương, hiệu quả đã được kiểm chứng lâm sàng. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Từ thảo dược thiên nhiên, viên xương khớp Keda giúp tăng tiết dịch khớp, chống khô khớp, hỗ trợ điều trị hiệu quả thoái hóa khớp, gãy đôi đốt sống lưng và đốt sống cổ. Viên xương khớp Keda, giải pháp cho người khô khớp, thoái hóa khớp, gãy đôi đốt sống lưng và đốt sống cổ. Thuốc ho bổ phế Nam Hà Chỉ Khái Lộ được bào chế từ các thành phần thảo dược chữa ho, tiêu đờm, chuyên trị ho cảm, ho gió, ho khan, viêm phế quản. Bổ phế Nam Hà, thuốc ho cho người Việt. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Thuốc xịt mũi Codibe chứa oxymetazone, camphor, menthol điều trị hiệu quả chứng sổ mũi, ngạt mũi trong bệnh viêm mũi, viêm xoang. Không dùng Codibe cho người bị glaucoma, trẻ em dưới 6 tuổi, phụ nữ có thai và cho con bú. Sổ mũi, ngạt mũi có Codibe. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Trước đây mỗi lần gội đầu thì tóc lại rụng cả nấm. Từ khi dùng dầu gội dược liệu Nguyên Xuân, tóc đã giảm rụng hẳn. Hoàn toàn sạch gầu và hết ngứa. Thêm nhiều tóc mới, tóc nhìn dày và đen hơn. Hair designer로서 윈순 한방 샴푸는 손상된 모발 케어에 모두들 아주 만족하십니다. Từ dược liệu cổ truyền, dầu gội dược liệu Nguyên Xuân nuôi dưỡng tóc và da đầu từ gốc, giúp giảm gãy rụng và hỗ trợ mọc tóc mới, cho mái tóc sạch gầu, trông dày mượt, bông bềnh. Chúng tôi đã dùng và hài lòng, bạn hãy thử Nguyên Xuân nhé. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Natto Space, Natto Space, mãi khắc ghi trong lòng. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Natto Space, món quà cho người tai biến mạch máu não đột quỵ do tắc mạch. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Suy giảm chức năng đại tràng cấp và mạng tính. Nhanh lên anh, không muộn giờ rồi. Anh lại bị đại tràng à? Đại tràng có thắt, hội chứng ruột kích thích đã có. Đại tràng Hoàng Ba Giang. Đại tràng Hoàng Ba Giang là thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, điện thoại liên hệ 1800 6036. Gần gũi như ở chính ngôi nhà của mình. Dù bạn có ở đâu đi chăng nữa, Hanvico ấm áp như lòng. Cả nước chung tay vì người nghèo để không ai bị bỏ lại phía sau. Những câu chuyện truyền cảm hứng, niềm hạnh phúc được sẻ chia, những nỗ lực ý chí vượt qua nghịch cảnh, cùng chung tay vì một cuộc sống tốt đẹp hơn. Với Sasuke thì
lần thôi, xuất hiện nhiều lần của anh bầm dập á. Em đánh giá những cái người thuộc dạng tiếp cơ săn chắc á thì sẽ có cơ hội. Cũng quan trọng không kém. Sâm Acelacon duy trì sức khỏe sinh lý nữ, bổ sung tinh chất Lycopodomus thiên nhiên, bảo vệ tái tạo cấu trúc nền của da, giúp da mềm mịn căng sáng từ bên trong. Sâm Acelacon, sức khỏe, sắc đẹp và sinh lý nữ. Nguồn nước Hà Nội bị ô nhiễm do dầu thải, thông tin mới từ Tổng cục Môi trường. Ở hiện nay thì Sở Tài nguyên Môi trường Hòa Bình cũng đã triển khai lấy mẫu nước. Chắc trong một số cái ít ngày nữa thì sẽ có cái thông tin về kết quả phân tích. Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị ứng phó triều cường 3 ngày tới. Xe tải chở vượt tải trọng hơn 100 tấn làm sập cầu vượt đường bộ ở Trung Quốc, khiến 3 người thiệt mạng. Xin kính chào quý vị, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những tin tức nóng trong nước và quốc tế trên nhiều lĩnh vực. Và tôi là Hạnh Phúc của Chuyển động 24 giờ. Sữa chua Vinamilk nếp cẩm, ngon tuyệt. Ngon vị truyền thống, chọn vị gia đình. Mới sữa chua Vinamilk hạt óc chó, dầu omega 3, cho con thêm khỏe, cho mẹ thêm xinh. Thưa quý vị, nguồn nước sạch Hà Nội bị ô nhiễm dầu thải, đó là khẳng định của đại diện Tổng cục Môi trường trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày hôm nay 14 tháng 10. Đại diện Tổng cục Môi trường